Ngay lưỡi trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, từ Facebook của Kim Lưu, chúng ta nhìn lại những phát biểu của những đỉnh cao trí tuệ loài người trong một năm vừa qua. Bà Đoàn Hương, tiến sĩ khoa học, đã phát biểu: không thể để đám quần chúng không hiểu gì vào ném đá, đó là đám vô văn hóa. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, đã phát biểu: các bộ thị trường phải kiểm tra chất lượng phân bón bằng miệng. Thiếu tướng Trần Duân, Giám đốc Công an Lai Châu, thì phát biểu: cầu sập là do quá tải và vì người Mông khiêng quan tài thường đi rất nhanh. Ông Nguyễn Văn Tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, phát biểu: xây công viên Nghĩa Trang để giúp tỉnh phát triển bền vững. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, phát biểu: chúng tôi mà có con cháu mắc sởi không bao giờ dạy cho vào đây Bệnh viện Trung ương. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, phát biểu: nợ xấu tăng vì lợn rớt giá. Ông Giàng Xeo Phù, Bộ trưởng và Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thì phát biểu: nghề bán vé số có thu nhập cao. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã phát biểu: khởi tố vụ án Đồng Tâm cũng là cách giúp dân. Ông Phạm Gia Yên, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, đã nói: dự án chục tỷ sai phạm 1 tỷ là tốt rồi. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, thì phát biểu: con lãnh đạo, làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc. Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, thì phát biểu: một số mặt hàng thủy sản như tôm, nếu bị trả do vấn đề chỉ tiêu vi sinh thì chỉ cần luộc lên là có thể ăn được. Ông Đào Đức Toàn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đã phát biểu: ở huyện có đến 8-9 người quan hệ họ hàng với nhau. Tôi cho rằng có thể đây là quan hệ hết sức ngẫu nhiên. Ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, phát biểu: cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới. Ông Nguyễn Duy Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới, thì phát biểu: việc Trung Quốc xâm nhập lãnh hải, cắt cáp cũng là cách, yêu cho roi cho vọt. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển, thì nói: ngộ độc thực phẩm phải lăn ra chết thì mới xử lý được, điều 244 quy định. Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Sơn La, phát biểu: chưa có tượng đài là thiệt thòi cho chúng tôi. Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố, thì phát biểu: kẹt xe kéo dài ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ là ùn ứ, vì xe vẫn có thể nhúc nhích được. Ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, thì phát biểu: cá chết hàng loạt ở miền Trung là do sức ép âm thanh gây ồn ào. Ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái, thì phát biểu: thời thanh niên tôi đi mua chổi đót, lá chích làm men nấu rượu, làm giá đổ. Ông Trần Văn Truyền, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ, phát biểu: tôi lao động đến thối cả móng tay. Ông Vũ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, phát biểu: chưa có nước nào yên ổn như Việt Nam, vụ việc Đồng Tâm chưa là gì. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, đã phát biểu: thu thuế như giặc lông dịch, giặc làm sao cho sạch, như đừng để chúng nó kêu toán lên. Ông Giang Phú Chính, Cục trưởng Cục Phòng chống thiên tai, thì nói: 400 tấn cá nuôi trên lồng bè chết do sặc nước. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, thì nói: không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Tuyên truyền, nói: tôi không dùng Facebook, Viber, Zalo, YouTube vì mấy thứ này rất đau đầu, mất thời gian. Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, thì nói: tôi duyệt cho nhập 9.140 tấn subutamol vì không biết đó là chất cấm. Ông Nguyễn Sĩ Ký, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, thì phát biểu: ngày tôi làm ở thanh tra tỉnh, tối thì lo chạy xe ôm thâu đêm, vợ chồng còn phải nuôi heo, gà, góp nhặt từng đồng. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, thì nói: BOT không ảnh hưởng đến người nghèo. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thì phát biểu: nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông Lương Ngọc Khuê, Phó Giáo sư Tiến sĩ, thì phát biểu:
Nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Nga Putin khi đến Việt Nam cũng phải công nhận là rất yên tâm về hệ thống y tế của Việt Nam. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu, giá điện tăng, mọi người đều được lợi. Ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều Hà Nội thì phát biểu, dân nhìn vào nói dở, nhưng chúng ta có thể nói là dở, nhưng dở có kế hoạch, dở trong khung thoát lũ. Ông Đoàn Lê Giang, Phó giáo sư tiến sĩ phát biểu, cần dạy chữ Hán để giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế thì phát biểu, phá sản ngân hàng là cách tốt nhất để trị căn bệnh ham lãi suất của người gửi. Sư thầy Thích Thanh Quyết phát biểu, chúng ta phải xây dựng quân đội nước ta như quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sư quốc doanh, ông Thích Dân Quang phát biểu như sau. Theo lịch sử không chối cãi được, Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, mà Lý Thường Kiệt mang quân đánh là hỗn. Quê hương nhỏ bé hoang tàn,
sao không đem mộng lành tới thế kỷ dài, mơ tới tương lai, quên đi bao chi chắn tranh giành. Hãy subscribe.